À, một cái câu hỏi rất hay nha các bạn, một cái câu hỏi rất hay. Rồi, một cái câu hỏi rất hay. Cái câu hỏi này thì thầy cũng chưa có nói ha. Đúng, chính xác luôn. Cái câu hỏi này thầy chưa có nói, nhưng mà chắc là do bạn cũng có cũng đã từng coi cái nội dung trước rồi ha, cũng đã từng cần cần biết rồi, nên để đặt một cái câu hỏi rất là hay. À, đó là như sau ha. Rồi, thì khi mà mình viết ra một cái hàm ha. Khi mình viết ra một cái hàm đó, khi mình viết ra một cái hàm, đây ví dụ như đây một cái hàm đi, tức là một cái chương trình con, một cái hàm con ha, một cái chương trình con, đây là cái chương trình chính đó, đây là cái hàm chính, main gọi là hàm chính, còn cái ví dụ như tính tổng này gọi là cái hàm con, đúng không? Cái dạng này là dạng biến toàn cục, thì tí các bạn sẽ coi cái video bài giảng sau ha, mà các bạn chú ý cái chỗ này giúp thầy thôi. Mình có một cái hàm con ở đây và mình có một cái hàm chính ở đây đó. Thì cái quy tắc như sau, cái quy tắc như sau, khi chúng ta chạy chương trình đó, chương trình nó sẽ chạy từ trên xuống dưới các bạn, đây tưng 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 tưng, đúng không? Thì nó sẽ chạy từ đây nó chạy xuống, nó chạy xuống đây á, thì cái hàm này nó sẽ được chương trình mình nó đi từ trên xuống, thì khi mà nó tới hàm main, nó đi 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 xuống đây và nó tới cái dòng số 17 này, thì nó gọi cái hàm tính tổng các bạn, nó gọi cái hàm tính tổng để nó sử dụng. Thì cái quy tắc chương trình mình lúc mà nó biên dịch á, nó cũng sẽ biên dịch từ trên xuống các bạn. Thì nếu như cái chương trình con này nè, cái đoạn hàm con này nè, mà mình để ở phía trên như vậy á là hợp lý, tại vì ban đầu ở đây là nó khai báo đúng không, và tới cái dòng số 17 này á, là sử dụng nó, mình phải khai báo thì mình mới sử dụng được các bạn. Cái hàm nó cũng giống như cái biến vậy đó, cái biến khai báo rồi thì xuống dưới mới sử dụng được đó. Thì cái hàm con này nè, nó cũng phải khai báo trước, thì sau đó là ở phía dưới này, cái hàm chính này hay là những cái hàm khác có gọi và sử dụng nó thì mới được ha. Nên phải để những cái hàm con, những cái chương trình con ở phía trên rồi sau đó qua hàm main á, thì mình muốn gọi sử dụng nó thì mình tiến hành làm gì, mình gọi mình sử dụng thôi ha. Tuy nhiên các bạn đặt trong chương trình ở trên mạng á, các bạn sẽ thấy là gì, à những cái đoạn chương trình con á, mình hoàn toàn có thể để ở bên dưới được các bạn, hoàn toàn để ở bên dưới được nha, hoàn toàn để ở bên dưới được. Thì đây ví dụ như chỗ này thầy mang nó xuống dưới ha, các bạn thấy không nha, thầy mang nó xuống dưới rồi, thì thầy sẽ tiến hành thì chạy chương trình cho các bạn xem ha. Thì cái quy tắc chương trình mình nó đi từ trên xuống dưới, nó tới hàm main, nó gọi cái hàm tính tổng để nó thực thi, nhưng mà lúc mà nó đi biên dịch chương trình, nó đi từ trên xuống dưới thì nó thấy là ủa cái hàm tính tổng này đâu có đâu ta, đi xuống từ trên ủa đâu thấy đâu ta, nó phải đi 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 xuống các bạn. Thì nếu mà các bạn biên dịch bằng những cái chương trình mà si chuẩn á, sau này các bạn biên dịch cho những cái bo điều khiển luôn á, thì các bạn biên dịch mà theo cái trình tự như vậy á, các bạn sử dụng trước rồi tới phía sau này các bạn mới khai báo, thì chương trình nó sẽ báo lỗi các bạn, chương trình sẽ báo lỗi ngay. Còn đối với cái Visual 2010, 2017 mà các bạn xài á, thì có thể nó sẽ giải quyết hoặc là không ha. Thì bây giờ thì sẽ chạy thử coi như thế nào, coi nó có giải quyết không. À không giải quyết luôn các bạn, nó không giải quyết luôn đó, nó báo luôn lỗi đó. Các bạn thấy không đó, build có lỗi nha, bạn có muốn tiếp tục chạy hay không, tất nhiên là no rồi. Rồi thì mình sẽ coi cái mã lỗi nó là gì ha, mình bấm vô build solution rồi mình coi cái output của nó. À khi mà các bạn coi mà không thấy cái à đây đó, lăn chuột lên ha, đây nó báo cái lỗi nè, các bạn thấy không, đây cái dòng dòng nào có cái chữ error thì mình coi ha, thì ở đây nó có cái dòng error đây, nó báo là gì, cái tính tổng này nè, identifier, identifier tức là cái định danh tính tổng á, cái định danh tính tổng á là không tìm thấy, nó nằm ở dòng số 12. Các bạn nhấp đúp vào cái này, nhấp đúp vào này, đây là dòng số 12 nè, thì nó sẽ cái con trỏ chuột mình nó tự động nó nhảy nhảy tới cái chỗ này để nó chỉ cho mình biết là cái lỗi này là nó phát hiện ra ở dòng số mấy, thì nó phát hiện ra ở đây đó. Thì như thầy đã giải thích ha, các bạn kêu nè, nó kêu nè, cái này không xác định, tại vì đúng rồi các bạn, đúng rồi, rõ ràng không xác định, chương trình mình nó biên dịch từ trên xuống dưới, mà khi nó tới chỗ này nó muốn sử dụng cái hàm này, mà cái hàm này mình lại để ở bên dưới thì sao mà nó thấy được mà nó sử dụng, các bạn hiểu không? Rồi nhưng mà có nhiều chương trình người ta vẫn để ở dưới vẫn được nha các bạn, và rất là nhiều người người ta thích để ở dưới hơn những cái chương trình con, người ta tiếp tiến hành là người ta viết 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 cái gì đó, những cái chương trình ở phía dưới, còn như chương trình chính á, người ta hay để trên đầu để cho dễ coi các bạn, dễ coi cái chương trình của mình đó. Vậy vì vậy vậy thì làm sao mà chương trình con mình để ở phía dưới hàm main, mà trong hàm main của mình á, tức là trong những cái chương trình ở phía những cái hàm ở phía trên á,
có thể là một cái hàm khác luôn mà muốn gọi được những cái hàm ở phía dưới thì giờ phải làm sao? Thì đó là cái cách, nó có một cái cách nó gọi tên là gì, ở ở phía trên cùng ha, cái biến toàn cục này các bạn coi video sau các bạn sẽ biết kể nó ha. Rồi ở phía trên của tất cả các cái hàm luôn, ở đây mình ví dụ ở đây có hai hàm thôi, thì ở đây trên tất cả các hàm ha, thì mình sẽ tiến hành là mình gọi là function prototype. Nó gọi là function prototype tức là mình phải khai báo cái chương trình con đó, cái tên của cái chương trình con thôi, mình chỉ cần khai báo cái tên chương trình con thôi để cho cái chương trình biên dịch của mình nó biết á, à anh có khai báo chương trình con, cái tên chương trình con đó, à nghĩa là trong cái chương trình này sẽ có cái chương trình con đó nằm ở đâu đó đúng không, vậy thì ok lúc tôi biên dịch chương trình tôi sẽ đi kiếm cho anh đó. Thì đây là cái phần người ta gọi là cái tên tiếng Anh nó gọi là function prototype ha. Nó có cái tên là như vậy, tức là khai báo lại cái tên của những cái hàm con nó ở phía trên hàm main, ở phía trên cùng chứ không phải là hàm main nữa, ở trên cùng nó tức là ở trên đây đó ha. Rồi khi đó trong những cái hàm này có gọi sử dụng lẫn nhau á thì tụi nó sẽ hiểu được ha. Rồi thì cái prototype này rất là đơn giản thôi, các bạn copy cái dòng đầu tiên này, cái dòng mà tên hàm này, copy cái dòng này rồi các bạn đưa lên đây và các bạn thêm những thầy dấu chấm phẩy ha, chấm phẩy, rồi vậy là xong ha, vậy là xong. Chú ý giùm thầy nha, một cái hàm nha, mà khi mà mình viết mình định nghĩa cái hàm á thì không có để dấu chấm phẩy ở đây nha, rất là nhiều bạn vô tình để dấu chấm phẩy ở đây thì như vậy là sai ha, như vậy là sai. Cái này cái hàm, cái cấu trúc của hàm á là nó phải là bắt đầu là kiểu dữ liệu trở về nè, tên hàm nè, đối số truyền vào nè, và sau đó là nội dung của hàm nè, nên không có để dấu chấm phẩy vô lý ở đây nha. Đó, nhiều bạn viết main cũng vậy, chấm phẩy đây là ra đi rồi, tại sao chấm phẩy đây được, cái nội dung của main là một mà, cái nội dung này với main là một mà. Đó thì để ý nha. Còn đây là cái cách là gì, mình định nghĩa cái tên của cái hàm con, mình chỉ cần lấy cái tên của tụi nó mình đưa lên trên đây, mình thêm dấu phẩy vô là xong các bạn, vậy thôi. Rồi thì chương trình nó biên dịch, nó vẫn quy tắc đi biên dịch từ trên xuống dưới, nó đi từ trên dưới đi tới đây, thì nó thấy là nó, mình có báo cho nó là gì, ê cái chương trình con tính tổng là tôi có khai báo ở một nơi nào đó trong cái toàn bộ cái chương trình này rồi nha, đi kiếm giùm tôi nha. Đó rồi thì cái chương trình nó thấy vậy, ok bạn, vậy là bạn có khai báo cái hàm này ở đâu đó đúng không, ok tôi đi kiếm cái, xong rồi cái chương trình biên dịch á nó chạy vòng nó xuống dưới đây nó kiếm, ok bạn, rồi thì nó sẽ biên dịch những cái code chương trình con này trước ha, xong rồi anh có khai báo thì tôi sẽ đi kiếm cho anh, rồi sau đó nó bắt đầu nó vô main, nó chạy nó tới, nó gọi, nó thấy cái hàm tính tổng, ok rồi xong, cái nó lôi cái hàm tính tổng ra nó sử dụng, ok rồi thấy tính tổng rồi lôi tính tổng ra và sử dụng ha. Ok thì đó là cái cách ha, các bạn viết tiếp những cái hàm khác bất kỳ, ví dụ như là void sub hello, void đó, ví dụ như vậy. Đó, ví dụ vậy thì các bạn cũng làm quy tắc thôi, copy cái tên hàm ha, có trả về hay là có truyền vào gì đó tùy ý ha. Đó, cái đó thì các bạn không sao, cái kiểu nào cũng được, cái dạng hàm nào cũng được, cứ copy hết mang lên cho thầy để phía trên này là xong, được chưa mọi người? Đó. Rồi ví dụ như là cái dạng, làm cái dạng số mấy ta, số 2 đi, là có truyền vào đi cho nó vui các bạn. Hello ít lần, ít n ha. Đó. Thôi được rồi, thôi cái đó mình làm nó tốn thời gian lắm, như vậy là được rồi nha. Đó, các bạn cứ lấy cái tên của cái hàm đó giúp thầy, rồi sau đó các bạn mang lên trên đây và lên phía trên cùng, và sau đó các bạn thêm dấu chấm phẩy vô như thế này là xong rồi. Tha hồ sau đó trong những cái chương trình ở phía dưới đây muốn sử dụng gì đó thoải mái, ví dụ như tính tổng nè, trước khi tính tổng thì mình sẽ gọi cái xuất hello, gọi cho vui bạn, gọi cho vui thôi đó, gọi xuất cái chữ hello sau đó mới tính tổng đó. Rồi đó, vậy là cuối cùng là gì, main sẽ gọi hàm tính tổng, hàm tính tổng thì sẽ gọi cái hàm xuất hello, hàm xuất hello xuất ra cái chữ này, rồi sau đó sẽ thực hiện tính tổng, rồi sau đó xuất cái kết quả ra gì đó ha. Rồi thì bây giờ mình build chương trình thì các bạn coi ha, đó success mà ha, là thành công nè, thành công ha. Đó rồi ok, thì sau đó bây giờ mình chạy chương trình thử coi được chứ, đó hả, được không? Rồi tổng bằng 8.
Thì đó là cái câu hỏi rất là hay của một bạn đến đến từ bạn nào đó ha, một câu hỏi rất là hay. Ok ha. Rồi cảm ơn câu hỏi của em, rất rất là hay. Rồi. Mời câu hỏi tiếp theo.